được và mất. Một cây mà làm sao có thể sanh ra nhiều quả đào như vậy hả? Phải rồi, nhìn thấy bộ dạng của nó chắc là ngon lắm ha. Suwon ơi, trái đào có mùi vị gì vậy? Để chưa từng ăn bao giờ. Thật vậy hả? Để chưa có ăn qua. Vậy nhất định để phải ăn thử coi. Cái ngon của nó quả thật không thể tả được nè. Để định làm gì vậy? Nè. Để định đi hái một trái ăn thử coi sao. Không được. Suwon, huynh làm gì vậy? Đào vẫn chưa có chín mà. Còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Vậy phải đợi bao lâu nữa đây? Để thử nhìn màu sắc của trái đào kìa. Hiện giờ tuy nó đã vàng, có thể ăn được rồi, nhưng vẫn chưa được ngọt lắm. Đợi đến khi nào có màu phấn hồng thì đó mới chính là lúc đào ngon nhất. Để rất muốn ăn thử coi sao. Vậy thì phải nhẫn nại chờ đợi thôi. Hey, cái cây đào này dốc dáng có thể nói là đẹp thiệt. Có phải vậy không hả A Phúc? À dạ đúng thưa lão già. Phải xử lý nó như thế nào đây? Chúng ta đem nó về nhà hay là đem bán nó đi? Dư Văn Hoài, thiệt ra là các ngươi, các ngươi thử nghĩ giúp ta coi, cái cây đào đẹp như vậy nên vợ cái đào về nhà hay là bán hết trái ở trên cây đi để kiếm một số tiền hả? Nhưng mà thế nào? Thưa Dương Viên Ngoại, cái cây đào này có cây nào lại đẹp được như vậy? Tôi cảm thấy tốt nhất là không nên phá hoại nó. Ý của người là cứ để cho nó sinh sống tự do hả? Được, ta sẽ nghe theo ngươi. Ngày mai dắt phu nhân đến thưởng thức đào. A Phúc à, ngươi canh chừng cho kỹ cây đào này, đừng để cho người khác hái mất nó nghe chưa. Phải giữ hiện trạng tốt nhất để cho phu nhân ta xem. Dạ thưa lão già. Hoan hỷ à, tuy hôm nay con không được ăn đào, nhưng ngày mai có thể ăn được, hà tất gì con phải buồn. Thưa sư phụ, con đã đợi lâu lắm rồi. Dạ đúng vậy, đợi cả nửa tháng rồi đó. Hôm nay không ăn được, ngày mai sẽ có cơ hội. Hôm nay ăn không được, sau này sẽ có cơ hội ăn. Cơ hội còn nhiều mà. Ngày mai con nhất định phải ăn cho được. Quan Hỷ à, đừng chạy nhanh như vậy. Đào chắc chắn là còn ở đó chứ chạy đi đâu. Sao không thấy trái đào nào hết vậy? Dương Viên Ngoại, có phải là ông đã đem đào đi bán hết rồi không? Ta không có. Vậy thì đào chạy đi đâu mất hết rồi? Quan Hỷ à, để nhìn dưới đất kìa. Phu nhân à, cái mỹ cảnh mà tôi đã nói với bà đem qua giờ tiêu rồi. Sư phụ Hoan Hỷ, chú làm sao vậy? Đào mất hết rồi. Thiệt là lạ. Đào mất hết rồi thì có gì mà phải khóc lớn tiếng như vậy? Hoan Hỷ xưa nay chưa từng được ăn đào. Hôm qua chúng cháu thấy đào chín rồi nên vốn định hái một ít đem về ăn, nhưng không ngờ gặp được Dương Viên Ngoại nên chỉ mới có một ngày, kết quả nó trở thành như thế này đây. Hả? Đó là lỗi của ta sao? Ông còn nói nữa à? Hoan Hỷ, lần này không được ăn đào, sau này sẽ có cơ hội. Con đừng vì sự được mất nhất thời mà ủ rũ quá mức. Thôi được, con đừng khóc nữa. Con khóc nữa thì mắt sẽ sưng giống trái đào đó. Sư phụ, Quan Hỷ, mọi người lại đây coi nè. Hả, là đào hả sư huynh? Đúng vậy. Đây chính là trái đào. Dư Viên Ngoại nói trong nhà có nhiều lắm, ăn không hết nên bây giờ mới sai người đem qua đây. Thật vậy sao? Để ăn được không sư huynh? Tất nhiên là được rồi. Ngon quá à. Sư phụ cũng ăn đi. Nhìn bộ dạng vui mừng của con kìa. Cho nên giữa sự được và mất, chúng ta không nên quá để trong lòng, vì chúng ta mãi mãi không biết rằng bước tiếp theo của cuộc đời sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên sống trong giây phút hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Tường Hòa, con cũng ăn đào đi. Ngon quá ha. Thật à? Vậy để sư phụ nếm thử coi. Da Phật.
Nam mô